Rồi bây giờ mình sẽ qua bên con Shinobu, dồn dồn nuôi con Shinobu để cho nó gánh team anh em à. Nó càng mạnh thì nó bút máu nó càng ngon thôi. Đó lên luôn. Đá thì mình cũng còn hình như là hơi bị nhiều thì phải anh em. Qua này mình đi dược ải nó cũng chung cũng nhiều lắm. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình. Mình là Sám Chính Gaming. Mình vừa mới đập vô thêm một ít nữa để mà mua cái gói bát anh em à. Mình mua cái gói pass trong này đó, cái gói pass nâng cao mình nhận được một khá khá mạnh anh em à, khá mạnh mấy cái đó. Và mình đã chiêu mộ được một mớ tướng rồi anh em, đó chính là con Mitsugi anh em à, Mitsugi thêm con Neruko quyết quỷ nha anh em. Đó hai con bây giờ là mình vừa mới nâng ở đây thì mình chiêu mộ được khá khá con gì đó su buồn ngủ anh em, Shinobu nè, Tengen nè, đẩy Gizu. Mình vừa mới bỏ Gizu ra mà mình đưa con Kyujugo áo tròn anh em. Mình đập cho em mới lên hẳn tới cái mốc lại là 8 sao luôn anh em à. 8 sao luôn nha. Kiếm đạo nâng cấp X10 không? Không lên nổi X10 rồi anh em à. Thiếu sách rồi. Ủa? Hết sách rồi anh em ơi. Nó bị lắc một xíu. Đó. Mình lên cái mốc là gọi là 8 sao. Mấy con này thì mới được có lên 2, 4... 5 con, 5 con lên được có 7 sao thôi. Nâng sao. Bên đây thì mình bị thiếu cái phút này hả? Thiếu cái phút nước. Ồ, nước này mình có thể lên được rồi anh em. Mình có thể lên cho cái con Shinobu của mình lên được 8 sao luôn nha. Bây giờ mình sẽ lên cho con Shinobu trước đi. Đấy, bây giờ mình sẽ nâng sao cho mấy con này. Ui, chết đây. Con bé mèo này thì không đủ. Ngủy này thì mới đủ rồi anh em à. 1, 2, 3, 4. Đó, một con. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên con Shinobu, dồn dồn nuôi con Shinobu để cho nó gánh team anh em à. Nó càng mạnh thì nó bút máu nó càng ngon thôi. Đó lên luôn. Đá thì mình cũng còn hình như là hơi bị nhiều thì phải anh em. Qua này mình đi dược ải nó cũng chung cũng nhiều lắm. Rồi ok, để mình xem thử mình lại được bao nhiêu lực chiến này. 1,26m nha anh em, hoàn thành nhiệm vụ luôn. Nói chung là hồi nãy hên hồi nãy thì mình định sẽ quay cái vụ mà mình mua cái gói bát xong nó cho mình 30 cái giá chưa một chỉ định anh em. Nhưng mà lúc đó mình chiêu mộ rồi mình xem lại thì mình quên bấm cái nút quay phim đó. Đây, chiêu mộ mình đổi tướng khá nhiều luôn đây mà. Nhưng mà rất tiếc là mình cũng không có đổi được cái con tướng nào mà nó xịn hết. Trời, hết hệ lửa đúng rồi, mình đang để dành hệ lửa anh em. Kiếm thêm con Mitsugi nó biết đâu được mình sẽ đổi được con Mitsugi hay sao anh em. Có con Mitsugi thì mình sẽ nâng cấp em lên luôn. Bỏ ông già cụ thí chủ ra luôn anh em à. Bây giờ là muốn gút ổng lại cần tới hai vé nè anh em, hai cái vé để mà reset. Ui ui, đây anh em. Con này thì cần 3 vé, 3 sao thì cần 3 vé anh em, 3 sao thì cần 3 vé, còn 2 sao thì cần 2 vé. Tốn kém vãi anh em à. Đội hình sắp xếp được cái đội hình cái đã anh em. Đưa con gì xô buồn ngủ qua phía sau và đưa con cho cái team mình đi. Lưu lại. Không biết cái hệ lôi của con gì xô mình có thể lên sao được hay không anh em, để anh em đợi mình giờ mình xem thử nha. Hệ lôi nước lửa gió, thì gió bên đây là hệ gió anh em à, bên kia thì lửa, ủa lôi và ánh sáng thì phải anh em. Bên đây thì là bên đây là lôi thôi, ủa bên đây là gió ha, phong anh em, phong trụ chết luôn anh em ơi. Bây giờ thì mình lên sao thì được rồi đó nha, lên được nhưng mà mình bị thiếu 3 con phút để có thể lên sao được cho con này. Không lẽ bây giờ mình sử dụng con Inosuke luôn chứ anh em. Ủa có bà Tapajo vậy kìa, trời ơi. Trời, chết này, vậy đó buồn ngủ, không đủ rồi anh em à, không đủ rồi. Tiếc quá, phải đủ thì ngon luôn anh em, mình sẽ lên sao cho con Jinetsu buồn ngủ luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ, mình nghĩ là anh em nên mua cái gói bát nha anh em. Hồi nãy mình cũng có quay phim cái đoạn mà mình nạp tiền cho mình mua cái gói bát này nè. Rất tiếc là mình nên bấm nút quay phim thôi. Đấy, cái gói bát này chỉ có giá là, nâng cao này chỉ có giá là 10 ngọc thôi, 10 ngọc tương đương với lại 200k thôi. Cái gói trên này là 5 ngọc thôi, 100k, 300k. Nếu bây giờ anh em mà ít tiền á, mình nghĩ là mua hai gói này nó sẽ khá là ngon anh em. Hồi nãy mình mở mấy cái mảnh này nè, ghép lại mà mình được ra hẳn con Shinobu với lại con Kyujugo luôn anh em à, hai con luôn nha, quá là êm đó. Ui khoan anh em, đợi mình dừng tự động này xem thứ mình nhận được cái gì đây. 500 mấy chục k luôn nè, thôi cho nó càng quét tiếp đi anh em à, càng quét càng cao thì khi mà mình thu thập nhanh thì nó sẽ càng lời anh em ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ vô trong cái phần này mình sẽ đánh thử xem sao. Đấy, đưa con gì đó xuống ra phía sau, Shinobu vô giữa đi.
Shinobu có thể là đưa lên trên cùng anh em để cho em nó bứt máu. Đó. Cái này thì quá dễ rồi anh em, quá dễ với cái team của mình này. Mình sẽ cho con Kyuzugo lên 150, sau đó mình sẽ nâng cấp cho con Kyuzugo không áo tròn này lên 160 nha anh em. Nâng sao cho em lên luôn. Hiện tại giờ mảnh với xu của mình nhiều, hơi bị nhiều luôn anh em. Quá là nhiều luôn á. Ông cụ thí chủ này, mấy con này bây giờ mình cũng có thể lên sao được tiếp nha. Có thể lên sao được tiếp luôn, tại vì bây giờ mình cũng đâu cần phải mảnh tướng thôi anh em. Con quỷ nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi quýnh cái hạng dừa. Hạng dừa này thì cũng không có làm khó được mình, chỉ có cái tầng địa ngục là mình nó làm khó được mình thôi anh em. Rồi ok anh em, ta sẽ qua tới cái phần địa ngục để mình xem thử với cái lực chiến bây giờ của mình á có thể là vượt qua được cái tầng địa ngục này hay chưa. Đợt trước thì mình chưa có vượt qua được, hồi đợt này thì cũng vẫn là cái con này tự nhiên mình quên mất tiêu tên của em đây. Có khả năng hồi sinh nha anh em, nó có khả năng hồi sinh. Mình không biết bên kia sử dụng cái skill gì á, mà nó có thể là nổ cái team mình nó khá là gác luôn anh em à. Ở bên mình vẫn kích hoạt được ba cục kìa anh em. Chắc là có thể là do con quỷ nó kích hoạt chung hay sao, tại vì hình như là cái này mình đâu có đủ hệ đâu ta. Đúng rồi, Gizu mình bỏ cái mất tiêu rồi anh em à. Để xem thử xíu là cái con nào sẽ nổ đây anh em. Con nó nổ khá đau anh em à. Nó nổ phát chết. Cái team bên mình nó bị chết ngắt luôn anh em. Bị cấm chiêu rồi anh em, bên kia bị câm lặng bên kia. Hình như là cái con quỷ này nó nổ thì phải, hay là cái chiêu nào nó nổ á, mình không nhớ nữa. Mình không có để ý được là cái skill nào nổ nè. Hồi bao nhiêu máu đây? Được hai con tướng, hồi được cho máu cho hai con tướng nè. Đó. Cái chiêu nổ nó khó chịu phải nè mà. Bây giờ mình không có nổ dính cái con Genoku của mình nha anh em. Genoku này của mình vẫn còn sống nha găng anh em à. Trời ơi là trời, nó chém đau rồi anh em. Trời ơi, thằng kia Gizu này nó chém gác phải nè mà. Hồi được 47k máu nè mà. Trời ơi, giờ này nó còn hồi sinh nữa. Thua rồi anh em à, khả năng cao là mình sẽ vẫn không vượt qua được cái cửa ải này rồi anh em à. Mong là con Kyuzugo này có thể là gánh được cái team anh em ơi. Trời ơi, không xi nhê dân bên kia nó boost kìa anh em. Boost gì khét vải gì nè không biết nữa. Thua rồi anh em, vẫn chưa vượt qua được cái tầng địa ngục này anh em ơi. Tầng địa ngục này nó khó quá. Rồi luôn, trời ơi, nó chém phát chết sạch team luôn anh em. Nhiều anh em hỏi con nó có mạnh hay không thì trước mắt mình thấy là nó mạnh đó anh em. Với lại nó cũng hơi khó kiếm nha anh em, chứ không phải là dễ kiếm, cho nên là muốn nuôi em nó cũng làm cả một vấn đề anh em à. Do phần chiêu mộ chỉ định mà cái tỷ lệ ra được em nó đâu phải dễ anh em, khá là khoai ấy nha. Rồi ok, vẫn không vượt qua được cái thằng địa ngục anh em ơi. Hội trường, điểm danh Boss đây. Boss hiện tại giờ là như là qua con mới luôn thì phải anh em. Ủa không, con này mình vẫn đánh, hiện tại mình đang là top 1 của con boss này, với cái số đam to nhất team. Để mình xem để còn cái gì để mở hay không. Mảnh nè, mở gặp hợp nhất luôn. Ôi, được thêm con GS2 nữa. Mình đang cận hệ đó anh em, mình đang cận hệ đó để mà gọi là nâng cấp cho con GS2 của mình lên. Rồi tiếp tục anh em à, phụ bản. Để bây giờ trong phụ bản mình xem thử đây. Vô hạn thành đó, thì hiện tại bây giờ mình đang bị đứng hình ở cái khúc này nha anh em. Khúc này là hiện tại giờ mình đang ở cái tầng thứ mấy đây. Bát. Mình để xem thử cái top mình đây. Mình đang ở cái hạng 125 nha anh em, ở tầng 211 đây mà. Mấy bạn kia thì ở tầng 216, 15, 16, 17 vậy thôi. Tổng lực chiến, mình hiện tại bây giờ là 1.72m hạng 56 của server nha anh em. 1.99. Tính ra nếu mà mình chịu khó mình nâng cấp thêm một con nó lên đó, thì mình nghĩ là có thể là lên được top cao cao lên xíu nữa anh em. Bên đây có thể được kiếm được SP này anh em à. Bây giờ mình sẽ đánh cái tầng này đi chứ sao. Lửa. Ủa, cái này thì có thể là sử dụng tất cả tướng nè anh em, chứ nó không bắt buộc là mình sẽ sử dụng một hệ nha anh em. Rồi, được, quất luôn. Chơi. Ủa, cấp tối đa hả? Tại vì nó hiện cấp tối đa gì mình không hiểu. Mày hả bưởi. Ui ui, châu quá đây nè. Chà, chém không xi nhê gì mấy đâu nha anh em. Wow, khá châu này mày. Mình nghĩ là mình nên dồn nuôi cho cái con Kinkoku của mình lên thôi anh em à. Mình dồn, mình tập trung, mình dồn, mình nuôi nó cho nó một phát một ăn luôn thôi anh em, mới có thể là vượt được cái thằng địa ngục của anh em. Mình nghĩ là chắc là như vậy. Ok, nó đã dừng ở cái ải 25 rồi anh em à. Lên được cái lép nữa. Bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ thu thập nhanh thôi. Thu thập nhanh hết cái đống rồi luôn.
để mình xem thử là mình sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên để mình nâng cấp cho con. Mình nghĩ là mình sẽ nâng con Zetsu lên trước này mày. Hồi nãy mình để ý là Zetsu nó chém lên tới 1.000.000 đam luôn, trong khi con Kyuzugo chỉ chém được vài trăm k, mà trăm k nhỏ nữa chứ không phải là trăm k lớn chứ nè. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ nâng con Zetsu lên trước đi. Rồi, ok, lên được cái level bao nhiêu đây? 109 rồi anh em ơi, lên được 109 rồi nha. Nâng cấp cho con Zenitsu lên trước 160 nha. Rồi, ok, cấp tối đa rồi. Bây giờ muốn lên nữa thì cần phải tăng sao nhé anh em. Cần phải lên sao. Còn con Kyuzugo này. Đây, bây giờ mình sẽ làm cái mới nhiệm vụ này. Nâng bùa. Ok, đúng lúc luôn anh em à. Ở chỗ đây, lộn hàng. Nâng bùa cho con Kyuzugo đi. Pẹt. Chặn. Này đi. Trời ơi, nâng một lần lên 6M đây mà. Rồi, rồi, để từ từ đi anh em, từ từ nha. Tăng lép. Đây được bao nhiêu đây? 145 gọi anh em ơi. Ok, bò từ 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 lên anh em. Nhận luôn, 400 mấy chục ca anh em à, 75. Trời ơi, còn 7.749 kim cương thôi anh em ơi. Hết sạch kim cương luôn rồi. Mấy cái này để mà học nghề. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mình xem lại cái con nào có thể nâng lên được nữa hay không nha. Mấy con những cái chớp 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 hoài luôn anh em mày. Ui, con Genoku này có thể lên sao được hết ta. Genoku nè. Trời ơi, toàn là hàng tiễn không anh em mà, không có bỏ được anh em. Không có chơi được, không có chơi được. Con Shinobu thì bây giờ đã lên 8 sao rồi. Con quỷ. Để mình xem để con quỷ nó có lên được hay không nha. Con quỷ này nè. Vô. Trời ơi, hết sạch luôn anh em ơi. Nghèo vãi. Quá là nghèo. Ở đây nó có cái trang phục nữa nè anh em, có một số tướng có trang phục đó nha. Quỷ, ông cụ thí chủ này phế quá anh em, quá là phế luôn á. Bây giờ để ổng chơi cho vui đó anh em à. Chắc thời gian nó chắc cũng phải sẽ phải đổi ổng thôi. Quay cao cấp 10 lần mới được có 6 lần thôi. Chắc là vô trong shop mình sẽ mua một mới nè anh em. 8 cái và có 1 cà. Dứt luôn đi. Rồi vô chiêu mộ X10. Chiêu mộ thôi. Đây là cái gì đây? Ông là si bùa, đây là con SG đi. Tướng đỏ đi, tướng đỏ đi. Ok, không vô được tướng đỏ luôn anh em. Thua. Thất bại nữa rồi anh em à. Nhiệm vụ nhận được 2 giờ thời trang, nhận luôn. Ô, su su dùng quay X10. Quay cái này nữa là mình đủ nha anh em. Ôi chỗ này không đủ với su rồi anh em ơi. Vô cửa hàng mình xem nữa nó có bán su không. 240 mà được có 8 su luôn nè. Chơi luôn. X10 luôn anh em à. Đó, X10 luôn. Wow, cho gì đâu không à anh em ơi, cho gì đâu không, trời nhận luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái này anh em à. Hôm bữa là mình quay ra được cái này với lại cái này rồi anh em à, cái món trang bị đỏ nè, vô cái skin là sướng luôn anh em à. Trời ơi là trời, 1.000 kim cương, ví dụ cái skin hoặc cái tướng này thì cũng ngon đó anh em, nhưng mà cái tỷ lệ vô được thì không phải dễ đó anh em à. Đấy, nhận luôn, trời ơi mình nhận được hết mà anh em. Wow, hơi bị mắc đó nha anh em. Được Kyuzugo nó với giá là 50 mắc quá. Trong khi đó mình chưa mổ ra luôn rồi anh em à. X10 thêm cái nữa là mình sẽ được con 5 sao nha anh em. Con gì đấy? Con gì đấy? Con gì đấy? Pet. Trời ơi, Neruko cũng được anh em à. Con hệ lửa. Xíu mình sẽ nâng cấp cho con Kinoko không ốc tròn luôn nha. Đấy thì ngày thứ 3 khởi đầu là mình chỉ được nhiêu đó thôi. Xương xương vậy thôi anh em à. Bây giờ mình sẽ vô trong đấu trường, mình sẽ quất một phát, sau đó mình sẽ kết thúc video đây nha. Bây giờ mình sẽ quýnh với lại các bạn lực chiến một mình 1.800.000 rồi anh em à. Mình sẽ quýnh với mấy các bạn nào mà xem với mình xíu đi. Ở đây thì 1.086 1.88. Ui mấy bạn nó hơn mình nhiều quá anh em à. 80 nè, 80 nè, 80 có vẻ như là wow, khó anh em à. Hơi bị khó nha. Hơi hơi cứng quá anh em. Rồi bây giờ mình sẽ quất các bạn 1.80 rồi xem sao. Hơi bị khoai đó anh em à. Thấy là không ổn cho lắm nha. Để mình xem thử là sẽ như thế nào đây. Con tăng cơ bên kia cứng quá. Trời ơi. Bên kia để con Kyuzugo này đứng đầu là có vẻ như là hơi sai sai xíu rồi anh em à. Vậy thì nó sẽ rất là khó, nên có thể phản đam mà nó sẽ chết luôn cái con tướng chính của bạn đó luôn anh em à. Nên để con tăng cơ đứng trước anh em, Mitsugi kìa anh em à. Mình đánh giá cao Mitsugi nha. Nó rất là ngon, nhưng mà ở bên đây thì mình chưa test thử cho nên mình cũng chưa biết. Chém thử xem thử bao nhiêu đam đây anh em.
97k. Hơi bèo nha anh em. Vậy nó xu nè. 449k anh em à. 449 cành. Mitsugi bên kia sắp đi bán muối rồi nha anh em. Sắp đi chậu ông bà nha anh em. Genoku bên kia chém thử coi. 144k thôi anh em. Genoku sao mà thấy nó chém yếu quá ta. Đây, trong khi đó Gizu nó lên đến 194k luôn anh em à. Nhưng mà vẫn không bằng so với Zenitsu nha anh em. Zenitsu bên kia hiện tại bây giờ đang bị chóng rồi anh em à. 128k. Tanjiro lửa bên kia anh em à. Tới còn quỷ bên mình. Quỷ bên mình thì thôi, đem cho trong team cho tăng cơ cho vui đó anh em à. Chứ bây giờ mình chưa có nuôi em nó lên được cao được xíu. Lên được cao cao xíu nó nói chung cũng khá là trâu anh em. Đây là mỗi con tướng thuộc dạng tăng cơ anh em à. Kizugo bên kia sắp đứt bóng rồi nha anh em. Rồi đứt bóng. Con Shinobu anh em thấy nó chọt kinh không anh em. Chọt như vậy nó còn hồi máu nữa. Anh em dồn đam nên nó chọt nó sẽ hồi rất là nhiều máu nha anh em. Rồi xong phiên bên kia rồi. Ôi trời. Sao ta, trâu quá ta. Con chim. Ôi ôi. Công sức mình không uổng công, mình nuôi chim anh em à. Hồi máu bên kia sử dụng con mèo để mà hồi máu. Nhưng mà mình không đánh giá con mèo anh em. Con chim nó ngon hơn. Trời ơi, bên mình còn full team nha anh em. Mặc dù lực chiến hai bên nói chung là cũng xem nhau. Cách biệt nhau chỉ có chút xíu chiêu thôi anh em à. Cách biệt nhau không nhiều. Nhưng mà mình vẫn win được anh em. Vẫn win được nha. Ok, thì đây là cái đội hình của mình khởi đầu ngày thứ tư nha anh em. Anh em xem thử có gì đóng góp giúp mình ở bên dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Hơi thở mặt trời. Và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Comment bên dưới các video của mình, chụp hình lại và inbox cho mình đã like, comment và đăng ký kênh này cái kiểu á, để mình biết mình random mình sẽ chọn những bạn may mắn trong các cái tin nhắn á, mình sẽ tặng thẻ đó giống như video trước. Vì vậy mà đừng quên inbox cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.